Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên nha. Xin mời cả nhà ngắm hoàng hôn buông. Bây giờ là 7 giờ. 7 giờ tối ở bên Thổ Nhĩ Kỳ cả nhà. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Có con mèo này. Mèo nó di chuyển khắp nơi. Trời đẹp quá cả nhà ơi. Tại vì cái cây hoa này nó đẹp quá nè. Đó, hoàng hôn nó rọi lên cái cây hoa. Xum xuê. Thời điểm này nó bình yên mà nó kiểu rất là đáng yêu. Ngắm thích lắm luôn á cả nhà. Mà cái thời điểm hoàng hôn này là chỉ được vài phút thôi. Nó xuống rất là nhanh. Đó. Những khoảnh khắc này là một năm chỉ có được vài lần như vậy á. Đến cả con mèo nó còn ra đây nó nhìn nè. Tụi mèo này nó khôn lắm á. Cây hoa này á, nó kín gốc luôn cả nhà. Hồi bữa giờ là mình cho cả nhà xem hoa rập trời luôn á. Tranh thủ livestream trở lên đúng lúc đúng mùa luôn á cả nhà. Chứ cái này quay xong để mà không có up lên đó là nó qua mùa. Trời, cái cây này hôm bữa giờ mình thì cũng quay cho cả nhà xem nhiều quá, nhưng mà cái cây này mình thấy nó đẹp nhất nè. Tại vì hoa nó rất là đều quá cả nhà. Đó. Cái hoa của cây mận tím thì mình nhìn, thoạt nhìn thì mình nghĩ là màu trắng, nhưng mà khi mà mình đứng mình nhìn tổng thể thì nó có pha màu tím tím trong đó nha cả nhà. Ví dụ như cái nụ đó nè, cái nụ nó vẫn còn màu màu tím tím á. Giờ là những đàn chim nó bắt đầu về tổ đi ngủ. Hôm nay có trăng rồi kìa cả nhà. Đó đó, ánh trăng đó, trăng lưỡi liềm. Cha mặt trời hoàng hôn buông. Thích quá. Chỗ này mà cái ánh hoàng hôn này mà dưới biển nó cũng rất là đã luôn á. Mình rất là thích cái khoảnh khắc đó. Trời nắng đẹp. Hôm nay trời nắng đẹp xong rồi thấy trăng nữa. Trời vậy là không có mây là nắng đẹp này cả nhà. Đi thể dục giờ này là thích lắm luôn. Đó, con mèo nó nhảy từ cái thành này sang thành kia, cứ quay quanh quẩn chỗ khúc hoa nhiều á. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Ở Việt Nam mình bây giờ là 11 giờ tối. Hello everybody, thank you so much. This is a plum flower. Now it's a springtime in Turkey, so many, many plum flower. Ooh. Tiếng Thổ là chích chích ke hoa, hoa chích chích chót kì dài. Hoa rất là đẹp. Tiếng Thổ thì mình cũng đang học ở cả nhà, nhưng mà chưa có rành. Chưa có rành lắm. Mới nói sơ sơ thôi. Nhưng mà tiếng thì mình đụng đâu mình phải luyện tập đó thì nó sẽ nhanh nhớ ấy. Chứ còn mình ngại, mình nghĩ là mình sai, mình không dám nói thì nó rất là khó nhớ nha cả nhà. Cho nên là mình phải tập vượt qua chính mình. Kệ ai nói gì nói, mình nói sai, có người sửa cho mình thì mình mới tiến bộ được. Mình mới có cơ hội để mình cải thiện được. Rồi cho cả nhà đi, hồi nãy giờ coi xong cái cây hoa này rồi. Bây giờ đi tiếp cái cây khác nha cả nhà. Mùa này là mình đi rất là nhiều chỗ. Chỗ này cũng có hoa hết. Hoa là nó níu chân mình thành công nhất á. Cây này đều quá luôn á.
Bên kia có cây ngọc lan nữa cả nhà. Đây là mình dẫn cả nhà đi coi cái cây ngọc lan nha, cái hoa ngọc lan. Mèo Minh Thổ nhiều lắm cả nhà. Ở bên kia cũng có một vài cây mận, nhưng mà nó cũng giống kiểu như cây này. Thì mình sẽ cho cả nhà xem cái loại hoa khác đi. Đây là giống như là cây chanh phóng ta. Không phải cây chanh mà là một dạng tắc thì phải. Nó ra cái trái nó vàng hết luôn ấy. Ở bên đây mình thấy có nhiều nhà trồng chanh, trồng cam. Xong rồi để nó rơi rụng luôn, không có ăn trái luôn cả nhà. Đây nè, cây này giống như để làm kiểng á. Chắc kiểu giống như cây tắc bên Việt Nam mình ấy. Trái vàng nhìn cũng đẹp ha. Có cây chanh thì nó màu vàng, còn cây cam thì nó màu cam. Là người ta cũng để trái đều hết vậy à. Nhìn cho nó đẹp chứ. Người ta không có ăn. Kiểu như là để làm cảnh. À hôm trước mình có quay cho cả nhà xem khu vườn chỗ đây nè. Năm nay á, mình thấy nhà hàng xóm này trồng rau rất là sớm. Trồng rau là xuyên mùa đông luôn á. Thành công tại vì năm nay không có tuyết. Nói chung hên xui ấy cả nhà, thời tiết thì hên xui. Tại vì có năm có tuyết thì trồng thì nó không trụ được. Gọi là công cốc. Đây cây hoa ngọc lan nha cả nhà. Mời cả nhà xem em hoa ngọc lan. Hoa ngọc lan cái đây là dạng màu trắng, còn hoa ngọc lan mà dạng màu tím tím á cũng có. Thì đây nó rơi rụng á cả nhà. Nhìn cái cánh nó rụng xuống nhìn cũng đẹp ha. Hoa mộc lan chứ. Hoa mộc lan chứ không phải ngọc lan, mình xin lỗi. Đây là hoa mộc lan. Mặt trời giờ nó xuống rồi nhìn nó không còn đẹp nữa chứ. Hồi nãy cái cây hoa mận có ánh mặt trời nhìn rất là đẹp. Bên kia có cây hoa bằng vàng nữa nè. Tèn tèn tèn. Mùa này đang là mùa hoa mộc lan. Mình thấy ở bên Anh Quốc là hoa mộc lan màu dạng màu tím tím á, nhìn rất là đẹp luôn. Cái góc này nó còn sáng này cả nhà. Ngắm đã chưa? Hình như hoa ngọc lan thì có bài hát Hương Ngọc Lan của cô Mỹ Linh á. Còn mộc lan thì hình như chưa hả cả nhà. Xin giới thiệu cả nhà, đây là hoa mộc lan màu trắng. Mùa này cũng em nó cũng đang nở rộp hết nè. Cái này cũng đang độ xung thì á, xong rồi nó rớt rụng hết cánh xuống á. Là nó ra lá. Rồi mình quay cho cả nhà chút xíu nha cả nhà. Bây giờ trời xuống á. Mặt trời xuống cho nên là nó cũng không có còn ánh nắng nha, nhìn nó cũng không có được rõ lắm ấy. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Giờ mình sẽ đi qua bên kia. Mùa này cũng còn hoa cúc màu vàng nhiều lắm. Chào Thị Hiền. Ở bên kia có một cái chỗ có hoa thu mẫu đơn á cả nhà. Năm ngoái mình cho cả nhà xem rồi. Để mình khoe coi thử nó còn không nha. Hoa thu mẫu đơn với hoa tiên ong. Cái hoa đó là cũng đang nở vào cái thời điểm này nè. Đây là hoa thủy tiên nè cả nhà. Hoa thủy tiên nó màu vàng với màu trắng kìa. Đây, hoa tiên ong đây. Hoa tiên ong màu trắng này cả nhà, hoa thủy tiên màu vàng. Chào Thị Hiền nha. Video mình livestream cho các bạn yêu hoa.
Thank you so much. Đây, hoa thu mẫu đơn này cả nhà. Hoa thu mẫu đơn nó có rất là nhiều màu. Trong đó thì có màu đỏ nhưng mà màu đỏ nó chưa lên, nó đang có màu tím với lại màu hồng nè. Anemone tiếng Anh á. Còn tiếng Việt mình dịch là thu mẫu đơn. Chào Hương Vương, chào Tỷ Hiền. Hello Hasekhan, thank you so much. This is the spring flowers in Turkey now because the springtime so many flowers blossom here. Rất là nhiều loại hoa luôn, đây là hoa. This is anemone flowers. Đây là hoa thu mẫu đơn nha cả nhà. Kia là thủy tiên nha, màu vàng là thủy tiên. Mình sẽ cho cả nhà đi xem hoa tulip. Đi hoa tulip nha cả nhà. Còn mấy cái đây là dạng mọi người thấy Noel là người ta hay cắm á. Là cái này nó rất là lâu tàn nha cả nhà. Nó cứ trồng vậy này, nó kịp cái trái này để làm cảnh luôn á. Tulip cả nhà ơi. Tulip đã nở. Đây. Đây là hoa hyacinth, hoa tiên ong. Vườn cây của chế đẹp quá không? Cái vườn này là của cả người khác nữa em, chứ không phải là vườn nhà chị. Ngắm hoa xuân ở đây á, nhiều, nhà ai cũng có nhiều hoa, cho nên là quay hết cho mọi người coi luôn á, chứ không phải là vườn nhà chị không đâu. Còn nhiều vườn nhà người khác á, chị quay hết luôn á. Đó, đây là hoa thủy tiên á cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, nhiều hoa đẹp quá. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye mọi người.